Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Kính bạch sư phụ, có một Phật tử nhờ con trình lên sư phụ. Kính thưa sư phụ, sư phụ dạy chúng con vừa làm vừa tham, nhưng khi chúng con làm việc mệt mỏi, rất khó tham và nghi tình khó phát khởi. Sư phụ, tôi không có dạy là vừa làm vừa tham. Tôi dạy là cái giờ phút mình làm phải ngưng tham. Khi mà không có làm mới tham, tức là mình làm việc á, một ngày á chỉ có 8 tiếng hoặc là 10 tiếng á, thì đừng có tập tham. Tức là một ngày 8 tiếng á kia đó làm việc không có tham, nhưng mà 16 tiếng kia đó mới tập tham. Tập tới 16 tiếng kia nó tự động rồi đó, thì lúc làm việc đó nó tự động nó tham được, chứ không phải là vô cái mà tập lúc mà thành làm việc. Lúc làm việc đừng có tập, khỏi cần tập. Mà cho đến kén tánh á, thì cái lúc làm việc cũng khỏi cần tập. Chỉ là tập trong mà lúc không có làm việc, chứ không phải là tôi dạy mà lúc làm việc mà tham. Hồi xưa đến giờ chúng con nghe làm chỗ này, nghe sư phụ nói là vừa làm vừa tham, con nói thôi giờ. Cái vừa làm vừa tham là tại người ta tự động rồi. Dạ, đã quen rồi. Nó lúc mà làm việc đang làm á thì tự cái nghi tình tự khỏi, thì nó mới vừa làm vừa tham á. Còn những người mà chưa có tự động được á thì lúc làm việc phải ngưng. Hồi xưa giờ con nghĩ là vừa làm vừa tham cho nên con làm nó rớt hết trơn, nhiều khi con cũng buồn quá không biết làm sao. Giờ sư phụ dạy con hiểu vậy, mình làm việc nhiều quá không có thời giờ nào tham được luôn. Thì mấy cái giờ kia đó nó nhiều hơn á. 16 tiếng kia mình tập cho nó quen rồi đấy, thì lúc làm việc nó mới tự động được. Còn nếu mà 16 tiếng kia không tập á, để mà tập lúc làm việc á thì nó là khó. Kính bạch sư phụ, có một vị nhờ con trình lên sư phụ, vị này là sơ tham. Thì nhìn thấy quý vị tu, một người thì mở mắt, người thì nhắm mắt. Mà quý vị không biết giờ mình nên mở mắt hay nhắm mắt, mở mắt nhắm mắt có ý nghĩa gì không? Người là hôn trầm nhiều thì phải mở mắt, còn người mà vọng tưởng nhiều thì phải nhắm mắt. Còn nếu mà không có vọng tưởng, không có hôn trầm thì mở hí hí, nữ mở nữ nhắm. Cái đó là tùy theo mọi người nó khác chứ không phải là người nào cũng như vậy.